Sau đây tôi xin phép được trình bày bài báo cáo u nang giáp biên tuyến giáp. Bài báo cáo của tôi gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là tổng quan, phần thứ hai là đặc điểm mô bệnh học và liên hệ với lâm sàng, phần thứ ba là kết luận. Như chúng ta đã biết, nhân tuyến giáp là một tổn thương rất thường gặp. Người ta ước tính rằng có khoảng 67% các trường hợp bệnh nhân được phát hiện có nhân tuyến giáp trên siêu âm. Về phân loại u biểu mô tuyến giáp thì không giống như đa phần các u khác, thì ở u tuyến giáp ngoài nhóm lành tính, ác tính còn có một nhóm nữa mặc dù ít gặp, đó là nhóm u giáp biên. Và nhóm u giáp biên này thì chiếm khoảng 1% thôi. Nó có biểu hiện lâm sàng tương tự như một nhân tuyến giáp lành tính, có nguy cơ tái phát và di căn rất thấp. Trên tế bào học thường được chẩn đoán theo phân loại beta ở nhóm 3, 4, 5 và 6. Về mô bệnh học thì có hình ảnh chồng chéo giữa cả nhóm lành và nhóm ác. Chính vì vậy đây là một cái nhóm rất là thách thức đối với các nhà giải phẫu bệnh. Ngoài việc đánh giá về đặc điểm nhân của tế bào u thì cần phải đánh giá về xâm nhập vỏ và xâm nhập mạch. Chính vì vậy cái nhóm u giáp biên này sẽ không chẩn đoán được trên tế bào học và cũng rất ít ý nghĩa khi dùng sinh thiết tức thì để chẩn đoán. Nhóm này chỉ được chẩn đoán xác định trên mô bệnh học thường quy. Một số phương pháp dùng để chẩn đoán các u tuyến giáp thì đối với lâm sàng thì thường là các dấu hiệu không đặc hiệu. Xét nghiệm sinh hóa chủ yếu có vai trò trong theo dõi điều trị đối với ung thư thôi, còn ít giá trị trong chẩn đoán. Chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là trong siêu âm thì giúp ích rất nhiều trong việc phân tầng nguy cơ đối với các nhân tuyến giáp theo phân độ TIRAS. Còn trên chọc hút tế bào kim nhỏ thì sẽ dùng để đánh giá và phân tầng nguy cơ theo 6 nhóm. Và cái nhóm u này thì sẽ được chẩn đoán trên xác định trên mô bệnh học và theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2017. Chẩn đoán tế bào học theo phân loại beta thì cái nhóm u giáp biên này thường được chẩn đoán là nhóm 1, do u thường tăng sinh mạch và số lượng tế bào không nhiều cho nên lấy chủ yếu là hồng cầu. Nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, đấy là những nhóm hay gặp nhất và đôi khi có thể gặp là nhóm 6 ạ. Theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới thì các u giáp biên được xếp vào nhóm cốt mã ICD là trên 1, bao gồm có 3 loại u chính, đó là u thể nang tiềm năng ác tính không xác định, u biệt hóa rõ tiềm năng ác tính không xác định và u nang tuyến giáp không xâm nhập có đặc điểm nhân ung thư thể nhú. Để chẩn đoán được các u nang giáp biên của tuyến giáp thì người ta sẽ cần đánh giá về hai yếu tố. Thứ nhất là có xâm nhập mạch hay vỏ hay không. Thứ hai là đánh giá xem có xuất hiện các đặc điểm nhân ung thư nhú hay không. Nếu có xâm nhập thì chắc chắn sẽ xếp vào ung thư. Còn nếu trong trường hợp có nghi ngờ xâm nhập mạch hoặc vỏ thì sẽ xếp vào nhóm u tiềm năng ác tính không xác định. Còn trong trường hợp mà không có xâm nhập vỏ hoặc mạch nhưng lại có đặc điểm nhân của ung thư thể nhú thì sẽ xếp vào nhóm u thể nang không xâm nhập với đặc điểm nhân ung thư thể nhú ạ. Sơ đồ để tiếp cận chẩn đoán các u nang giáp biên tuyến giáp như sau. Đối với những cái khối u mà có cấu trúc nang, có ranh giới rõ hoặc có vỏ thì sẽ đánh giá đầu tiên là xem nó có xâm nhập không, xâm nhập vỏ hay xâm nhập mạch không. Nếu có thì sẽ chẩn đoán là ung thư. Nếu nghi ngờ thì sẽ chẩn đoán là các u tiềm năng ác tính không xác định. Còn nếu trong trường hợp nó vắng mặt thì người ta sẽ xác định tiếp xem là có đặc điểm nhân thể nhú hay không. Trong trường hợp có hoặc trong trường hợp nghi ngờ có, tức là điểm nó chỉ rơi khoảng tầm 2 đến 3 điểm thôi, thì sẽ được tính là u thể nang không xâm nhập với đặc điểm nhân thể nhú. Còn trong trường hợp đã không xâm nhập và lại không có đặc điểm nhân thể nhú thì sẽ được chẩn đoán là u tuyến thể nang của tuyến giáp ạ. Để đánh giá về yếu tố xâm nhập, đầu tiên là xâm nhập vỏ thì người ta dựa vào cái bảng của Fletcher và sau đó thì sẽ chia ra các trường hợp. Trong đó các trường hợp nghi ngờ xâm nhập vỏ bao gồm có trường hợp thứ nhất, đấy là gì? Các tế bào khối u lồi vào trong vỏ nhưng không đi qua chiều dày của vỏ như trong trường hợp Y ở đây ạ. Trường hợp thứ hai là các tế bào u cũng lồi vào trong vỏ sơ theo hướng vuông góc với vỏ sơ và cũng chưa vượt qua cái chiều dày của vỏ sơ ạ. Nếu như trường hợp Y thì nó tạo hình nấm, còn ở trường hợp B thì nó thường tạo thành hình tháp ạ. Một trường hợp khác đấy là các đám tế bào u sẽ nằm ở trong vỏ sơ và có xu hướng vuông góc với vỏ sơ như ở đây ạ, thì cũng được tính là các trường hợp nghi ngờ. Có một trường hợp lưu ý
để tránh phân biệt với hình ảnh giả, đó là trường hợp mà bệnh nhân sau khi đã được chọc hút tế bào kim nhỏ, cũng có những đám tế bào u nằm trong vỏ xơ và cũng theo hướng vuông góc với vỏ xơ như thế này, như trong trường hợp gì ạ. Tuy nhiên đi kèm với nó là các hình ảnh chảy máu cũ hoặc xơ hóa, thì những trường hợp này không được tính là nghi ngờ xâm nhập vỏ ạ. Hình ảnh bên phải sẽ cho chúng ta xem được đây là một hình ảnh trường hợp tương ứng với trường hợp Y ở bên này ạ. Đó là gì? Đó là nghi ngờ xâm nhập vỏ. Các tế bào U đi từ khối U chính vào trong vỏ xơ, tuy nhiên nó không vượt qua chiều dày của vỏ xơ ạ, mà chỉ tạo hình nấm ở trong vỏ xơ thôi. Khác với trường hợp trên thì có trường hợp ở dưới, ảnh dưới chúng ta sẽ nhìn thấy đó là trường hợp ung thư. Khi đó các đám tế bào U sẽ vượt qua chiều dày vỏ xơ đây ạ, và đi ra phía ngoài. Đánh giá xâm nhập thứ hai là đánh giá về xâm nhập mạch. Cũng tương tự dùng sơ đồ của Fletcher, thì trong các trường hợp đánh giá về xâm nhập mạch, người ta sẽ chỉ tính đến các cái tế bào U mà xâm nhập vào các mạch nằm trong vỏ xơ hoặc nằm phía ngoài vỏ xơ thôi. Còn những trường hợp các mạch nằm ngay sát với vỏ xơ của vỏ bao của U thì sẽ không được tính ạ. Ví dụ như trong trường hợp này và tương ứng với hình bên phải là đây ạ. Các đám tế bào U sát với phần mạch, nhưng mà mạch này thì lại ở ngay sát vỏ xơ chứ không phải nằm trong vỏ xơ hay nằm ngoài vỏ xơ. Vì vậy trường hợp này được tính là không xâm nhập mạch ạ. Các đám tế bào U xâm nhập vào mạch có thể nằm trọn trong lòng mạch và được bao phủ bởi tế bào nội mô mạch máu như trường hợp B này. Hoặc trong trường hợp không có tế bào nội mô bao phủ thì nó sẽ kèm huyết khối. Những trường hợp đám tế bào U trôi nổi trong lòng mạch không có huyết khối, không có tế bào nội mô bao phủ sẽ được tính là không phải là xâm nhập ạ. Và hình ảnh phía dưới bên phải chúng ta có thể thấy đây là một trường hợp các tế bào U xâm nhập mạch, trong đó các đám tế bào U nổi vào trong lòng mạch và được bao phủ phía ngoài bởi các tế bào nội mô. Đánh giá thứ hai trong chẩn đoán các u giáp biên đó là đánh giá về đặc điểm nhân thể nhú. Thì theo Hiệp hội Ung thư của Nhật Bản, người ta sẽ chia ra thành 3 yếu tố chính và tính là 3 điểm cho mỗi cái đặc điểm này. Đặc điểm thứ nhất đó là kích thước và hình dạng, đặc điểm thứ hai là bất thường về màng nhân, và đặc điểm thứ ba là chất nhiễm sắc bất thường. Đối với kích thước và hình dạng thì được coi là có đặc điểm nhân ung thư thể nhú khi tế bào có kích thước lớn. Thứ hai nữa là có thể có hình oval. Về bất thường màng nhân thì màng nhân trong ung thư nhú thường dày, tạo khía hoặc có hình ảnh giả thể vùi. Đặc điểm về bất thường chất nhiễm sắc thì trong ung thư nhú các chất nhiễm sắc thường giạt ra rìa, vì vậy nó tạo nên hình ảnh nhân sáng, nhân rỗng chứ không đậm đen ưa kiềm như trong mô tuyến giáp bình thường. Có 3 loại u nang tuyến giáp biên tuyến giáp. Loại thứ nhất chính là u nang tuyến giáp không xâm lấn với đặc điểm nhân thể nhú. Tiêu chuẩn chẩn đoán của loại u này đó là u phải có vỏ hoặc ranh giới rõ, không có xâm nhập và kiểu phát triển dạng nang với tất cả các đặc điểm. Đó là dưới 1% cấu trúc nhú, không có thể cát. Dưới 30% là có kiểu dạng bè hoặc dạng đảo. Và có đặc điểm nhân thể nhú với điểm nhân là từ 2 đến 3 điểm. Không có hoại tử u, không tăng sinh hoạt động phân bào. Trong đó đối với cái cấu trúc nhú thì gần đây theo phân loại của CAP năm 2021 thì người ta yêu cầu là không được có cấu trúc nhú nào, chứ không phải theo quy định của WHO đó là dưới 1% cấu trúc nhú ạ. Về liên hệ với lâm sàng thì những u nang tuyến giáp không xâm lấn với đặc điểm nhân ung thư nhú thì thường có biểu hiện giống như các nhân lành tính trên tế bào học. Thường gặp nhất là sẽ được chẩn đoán là BT-DA5, tức là nghi ngờ ung thư nhú. Và trên mô bệnh học thì sẽ chỉ chẩn đoán trên HE thường quy mà không chẩn đoán trên sinh thiết tức thì ạ. Lý do là bởi vì người ta sẽ phải loại trừ các cấu trúc nhú có trong cái u này. Nếu như trên sinh thiết tức thì chỉ cắt được một số mảnh nhất định, cho nên sẽ không đủ để chẩn đoán, mà chúng ta phải đợi cái kết quả thường quy chuyển hết cái mô u đó để loại trừ các cấu trúc nhú có thể xuất hiện ở các lát cắt khác nhau. Về điều trị thì đối với u nang tuyến giáp không xâm lấn với đặc điểm nhân thể nhú, phẫu thuật cắt thùy tuyến giáp được đặt ra
Trong trường hợp có thể xuất hiện thêm các tổn thương gì tổn thương khác thì người ta sẽ cân nhắc vấn đề là cắt toàn bộ tuyến giáp. Đối với loại u này thì nguy cơ tái phát và di căn rất là thấp, dưới 1% trong trường hợp mà theo dõi 15 năm sau phẫu thuật đối với một số bệnh nhân. Và cái hiện tượng mà cắt bỏ không hoàn toàn hoặc diễn cắt dương tính thì có thể gây tái phát u. Đây là hình ảnh minh họa cho thấy một cái u nang tuyến giáp không xâm lấn với đặc điểm nhân ung thư nhú ạ. Đầu tiên ạ, là cái hình bên trái. Như chúng ta thấy đây là một cái khối u có ranh giới đi rõ và có vỏ sơ bao quanh. Và em cũng xin lưu ý là ở đây chúng em có dùng mực tàu để đánh dấu ạ. Cái này rất có ý nghĩa trong việc đánh giá diện cắt của các khối u để xem là diện cắt còn u hay không ạ. Và trong trường hợp nếu mà diện cắt dương tính thì phẫu thuật viên sẽ phải tiến hành phẫu thuật thêm ạ, hoặc điều trị thêm. Hình ảnh thứ hai cho thấy khối u có vỏ sơ rất là rõ. Và hình ảnh thứ ba cho thấy các tế bào u có đặc điểm nhân của ung thư nhú, bao gồm nhân khía, nhân sáng màu, nhân lớn. Cái loại u thứ hai trong nhóm u nang giáp biên của tuyến giáp đó chính là u nang tiềm năng ác tính không chắc chắn. Loại u này thì có vỏ sơ bao bọc với các tế bào nang biệt hóa cao và có hình ảnh nghi ngờ xâm nhập vỏ hoặc xâm nhập mạch nhưng không có đặc điểm nhân thể nhú. Đây là loại u trung gian giữa u tuyến nang và ung thư biểu mô nang. Như hình các thầy cô và quý anh chị có thể nhìn thấy ạ, thì đây là một cái khối u có vỏ rõ, vỏ sơ rất rõ. Tuy nhiên thì có vùng thấy các tế bào u đẩy lồi vào vỏ sơ và theo hướng vuông góc với vỏ sơ. Tuy nhiên nó không vượt qua chiều dày của vỏ sơ của vỏ khối u ạ. Nó tương ứng với cái trường hợp B trong phân loại của Fletcher. Còn về đặc điểm cấu trúc và tế bào thì đây là mô u có cấu trúc nang, không có cấu trúc nhú và tế bào thì không có đặc điểm nhân thể nhú ạ. Loại thứ ba trong cái nhóm u nang giáp biên tuyến giáp đó chính là u biệt hóa tốt, tiềm năng ác tính không chắc chắn. Loại u này thì có vỏ hoặc là có ranh giới rõ. Nó gồm các cái tế bào nang biệt hóa cao. Nó vừa có đặc điểm nhân thể nhú nhưng lại vừa có đặc điểm nghi ngờ xâm nhập vỏ và hoặc xâm nhập mạch. Và đây là một trường hợp khác nữa chúng em gặp ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Khối u có ranh giới rõ, có lớp vỏ sơ rất là mỏng phía ngoài. Toàn bộ khối u này có cấu trúc nang. Đấy ạ. Tuy nhiên thì u có một vùng thấy các tế bào u đẩy lồi vào trong vỏ của khối u. Tuy nhiên nó không vượt ra ngoài chiều dày của vỏ. Và ở độ phóng đại lớn thì thấy các tế bào u có đặc điểm nhân của thể nhú. Đối với các u tiềm năng ác tính không chắc chắn thì tương tự như u nang không xâm nhập với đặc điểm nhân thể nhú, nó cũng có biểu hiện lâm sàng tương tự như các nhân tuyến giáp lành tính. Về tế bào học, nhóm này thì thường được chẩn đoán là u thể nang hoặc nghi ngờ u thể nang. Đôi khi có thể được chẩn đoán là một cái ung thư nhú. Và trường hợp này thì cũng không chẩn đoán được trên tế bào học bởi vì sẽ không phân biệt được với ung thư nang hay là ung thư nhú biến thể nang. Trên mô bệnh học cũng tương tự như vậy ạ, cũng phải phẫu tích đúng cách, cắt thành nhiều lát và đánh giá chi tiết cụ thể, cẩn thận trên các lát cắt của HE. Điều trị thì cũng sẽ phẫu thuật cắt thùy tuyến giáp, nguy cơ tái phát và di căn ở nhóm u này thì rất thấp. Và bệnh nhân cũng cần phải kiểm tra định kỳ sau phẫu thuật ạ. Đây là hình ảnh về cái cách phẫu tích đối với bệnh phẩm tuyến giáp. Nguyên tắc là chúng em sẽ cắt lát theo hướng vuông góc với thùy tuyến giáp hoặc là vuông góc đối với eo ạ, các hướng khác nhau ở đây ạ. Đây là hình ảnh minh họa của bên nước ngoài họ làm ạ. Còn đây là hình ảnh của chúng em làm ạ. Thì ở đây các thầy cô, các quý anh chị và các bạn đồng nghiệp có thể thấy được rằng toàn bộ thùy tuyến giáp được chúng em cắt lát thành một chuỗi series như thế này ạ. Cả hai thùy ạ. Và nhờ có việc cắt lát từng lát mỏng khoảng tầm 2mm như này cho nên là chúng em có thể phát hiện ra ngoài những cái nhân lớn rõ như này thì có thể phát hiện ra những cái nhân rất là nhỏ ở đây ạ. Như vậy, đối với các u nang
giáp biên của tuyến giáp thì nó có biểu hiện lâm sàng tương tự như với các nhân lành tính, nó có nguy cơ tái phát và di căn rất thấp. Do có đặc điểm chồng chéo giữa nhóm lành tính và nhóm ác tính cho nên là chẩn đoán tế bào học không có nhiều giá trị để chẩn đoán xác định, nó chỉ có giá trị định hướng và thường chẩn đoán trên tế bào rơi vào nhóm beta 3 đến 6. Trên mô bệnh học thì cũng sẽ không dựa chủ yếu vào sinh thiết tức thì mà sẽ phải chẩn đoán trên mô bệnh học thường quy. Nhờ cắt lát nhiều series như vừa rồi các thầy cô và các anh chị đã xem ạ. Phân loại u nang giáp biên tuyến giáp của năm 2017 thì là một cái phân loại cũng dễ dàng có thể áp dụng được ở các cơ sở giải phẫu bệnh. Các bác sĩ lâm sàng sẽ có phương pháp điều trị và quản lý bệnh nhân phù hợp, tránh các điều trị quá mức. Và tất cả những cái chẩn đoán điều trị này thì đều nhằm mục đích đó là nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ạ. Bài báo cáo của em đến đây là hết. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, các anh chị, các bạn đồng nghiệp đã lắng nghe ạ.